Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Thì hiện bây giờ thì mỗi người có một cái nhìn riêng về cái lãnh vực của Ukraine. Thì hiện bây giờ người ta đang tìm những cái biện pháp cụ thể để mà giải quyết. Có những người thì dùng những từ ngữ rất là cứng rắn là nếu không yểm trợ Ukraine thì tung lương tương lai Nga và Mỹ sẽ bước vào cuộc chiến và con em, chồng, con của các quý vị phải chiến tranh. Câu nói này là cũng khá làm đau cho người Mỹ. Đó. Nên là hiện bây giờ cái gói trợ cấp 64 tỷ cũng là một cái mấu chốt đang căng thẳng và trong nội bộ bầu cử ở tại Hoa Kỳ đang kịch liệt. Trong Nguyên nói, chính trị gia họ nói một mặt là bởi vì họ cần lá phiếu của cử tri. Khi họ lên làm tổng thống rồi, chưa chắc là họ sẽ làm y hệt như vậy. Cái điều này các quý vị phải nhớ. Đừng có nghĩa là ông tổng thống ông nói là tôi không ủng hộ Ukraine nha. Tôi không ủng hộ Ukraine. Nhưng mà chưa chắc ông làm tổng thống rồi, ông sẽ không ủng hộ Ukraine. Có những ông là tôi ủng hộ Ukraine đó. Và khi ông lên làm tổng thống rồi, chưa chắc ông ủng hộ. Vì khi ông ngồi cái vị trí tổng thống, ông sẽ có những cái áp lực khác. Đặc biệt là trong phe đảng phái của ông, sẽ có những cái nhu cầu. Và lúc đó nó sẽ có sự tranh cãi để giải quyết. Vì chúng ta chưa làm tổng thống thì chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta dễ nói. Nhưng mà khi ngồi cái vị trí tổng thống rồi, thì lúc đó nó hoàn toàn lại khác. Thì đó các người phải nhớ là không phải ông tổng thống nào, ông cũng sẽ giữ cái lời cam kết của ông lúc ông là ứng cử viên cả. Không phải lúc nào cũng là ứng cử viên cả. Cho Nguyên nhắc, lúc mà tổng thống Joe, ông ta lên làm tổng thống thì ông ta hứa dữ lắm. Và kết cục ông ta làm được bao nhiêu cũng chẳng thấy bao nhiêu. Thì đó là cái điều mà chúng ta hãy nên làm quen. Chứ đừng quá đặt cái niềm tin trên một cái người ứng cử viên. Họ nói 100 lời mà họ thực thi được 50%, đó là kỳ tích rồi. Đó là kỳ tích. Tại sao người ta thích cựu tổng thống Donald Trump? Là bởi vì ông ta làm được nhiều việc hơn so với tổng thống khác. Vậy thôi. So những gì ông ta cam kết thì ông ta làm được nhiều hơn những cái gì ông ta hứa. Nên là những cử tri bỏ cho những đợt trước, họ vẫn niềm tin. Họ vẫn niềm tin là ông này ông hứa là ông sẽ làm. Nhưng mà chuyện đời không ai biết gì cả các người. Đó là chúng ta đặt cược. Chúng ta bỏ phiếu cho một người nào đó, chúng ta đặt cược. Và cái đặt cược chúng ta chưa chắc là chúng ta sẽ thắng. Cái người đó sẽ cam kết giữ lời hứa chúng ta. Cái điều đó chúng ta chưa chắc hoàn toàn. Đó là bản tin liên quan đến cái gói trợ cấp của Mỹ dành cho Ukraine ngày hôm nay. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái bản tin khá là hot, nóng, vừa thổi vừa ăn. Đó là liên quan đến ông Tập Cận Bình. Ngày hôm nay liên quan Tập Cận Bình, chúng ta có rất là nhiều những bản tin liên quan Tập Cận Bình và Trung Quốc. Đầu tiên nhất là bản tin người ta rất là nhiều người đang phàn nàn, đặc biệt là vấn đề những tổ chức nhân quyền. Đó là 600 người của Bắc Triều Tiên đã chạy trốn qua bên Trung Quốc. Rồi bây giờ 600 người này đã mất tích. Và người ta đã lên án rất là nhiều người. Trời ơi, từ Bắc Triều Tiên mà chạy qua bên Trung Quốc làm cái gì? Nguyên nói thực tế, tất nhiên là Bắc Triều Tiên nó rất là tồi tệ. Một cái quốc gia nó hoàn toàn cuộc sống nó rất là khó khăn. Mà hết quốc gia chạy qua bên Trung Quốc. Và 600 người này đã bị mất tích. Có nghĩa là theo người ta nguồn tin là 600 người này sẽ bị trả trở về Bắc Triều Tiên. 600 người này sẽ trả về Bắc Triều Tiên. 600 người này thì người ta đã lên án cái sự tàn bạo vì những người này là họ trốn cái chế độ Kim Song Un. Họ tìm một cái vùng đất tị nạn mà bị Trung Quốc trục xuất trở về. Và hiện bây giờ cũng không biết tình trạng của 600 người này thế nào. Tất nhiên là có những tin đồn, tin đoán là 600 người này trở về nước sẽ là một cái sự ngược đãi và sẽ bị bắt vào tù và sẽ có những cái hành động. Và đặc biệt là 600 người này hơn 85% là phụ nữ. Nên là hiện bây giờ phía bên Liên Hiệp Quốc, phía bên tổ chức về phụ nữ, tổ chức về nhân quyền, họ đang cố gắng tối đa để mà giải cứu 600 người này. Đối với Nguyên nói là họ không lựa chọn chính xác. Đi tìm tị nạn thì phải lựa những cái quốc gia họ tôn trọng nhân quyền. Họ chạy cái quốc gia độc tài để chạy qua một cái độc tài khác thì nó tác dụng gì? Bây giờ giống như... bây giờ từ giống như Việt Nam đi qua tị nạn ở Iran làm gì? Nó giống nhau, thí dụ như vậy. Nó không có cái gì hết, nó còn tệ hơn nữa. Nó là tại vì họ lựa không đúng quốc gia.
vì họ xin đi tị nạn là phải đi đúng 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 quốc gia các quý vị. Nó là bữa nay thì đó là cái bản tin của Trung Quốc, mà cái bản tin Trung Quốc mà người ta nói nhiều nhất của ngày hôm nay đó là lời đe dọa của phía bên Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình nói với châu Âu rằng đừng đối đầu với chúng tôi. Đấy, Tập Cận Bình ngày hôm nay gửi tối hậu thư cho châu Âu. Gần đây nhất thì các người biết là sau cái cơn dịch bệnh thì bắt đầu liên minh châu Âu đó, 27 quốc gia thì họ mới học ra một cái bài học là đặt trứng ở trong một cái gỗ, biến cố xảy ra nguyên cái ổ trứng nó sẽ bị bể hết. Và họ đã gặp cái vấn đề kinh tế, hàng hóa nó bị hao hụt ở chợ búa, cái gì cũng thiếu. Và từ lúc đó cái bài học để đời, và lúc đó họ nói ơi chết 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 sợ quá. Từ lúc đó thì họ hạn chế cái vấn đề là nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc, họ đánh thuế cho những công ty ở nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, bắt đầu là họ làm khó dễ Trung Quốc về vấn đề thuế má tăng cao, họ làm cho Trung Quốc mất đi cái lợi nhuận về kinh doanh. Thì gần đây nhất thì họ đã giáng rất là nhiều đòn, đặc biệt là bà Ursula von der Leyen là bà chủ tịch Liên minh châu Âu, bà đã ra rất là nhiều những lệnh trừng phạt nhắm vào Trung Quốc về vấn đề kinh tế. Nên là ông gần đây nhất thì giữa gặp mặt ông Vương Nghị qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Michel của phía bên châu Âu và gặp nhiều người khác, thì ông Tập Cận Bình đã nổi cơn điên và ông ta đã gửi cái cảnh cáo cho châu Âu rằng là đừng đối đầu với chúng tôi, hậu quả sẽ như thế nào. Thì Trung Nguyên nói đó, bây giờ là Trung Quốc đã trở thành cái bia nhắm và người ta bắt đầu sợ và người ta muốn tách rời vì người ta bắt đầu hiểu được cái nguy hiểm của Trung Quốc như thế nào. Và người ta muốn bảo vệ cái chủ quyền và quyền lợi đất gia. Thì châu Âu bắt đầu người ta mới không chơi với Trung Quốc, người ta mới chơi Việt Nam. Là cái này Việt Nam mà hưởng lợi lại đó đó. Hưởng lợi là không chơi với Trung Quốc nữa. Bắt đầu chuyển sang Việt Nam, Malaysia, Philippines. Đó, họ tìm cái nguồn cung cấp và sản xuất ở tại những quốc gia này hơn là Trung Quốc. Thì ông Tập Cận Bình bắt đầu là ông ta không có vui các quý vị. Nên là Tập Cận Bình đã đe dọa châu Âu ngày hôm nay. Ông đe dọa cái gì thì Nguyên không biết. Ông dùng cái gì để đe dọa được. Ngày hôm nay có nhiều tối hậu thư lắm, Nguyên sẽ chia sẻ với các quý vị. Tập Cận Bình đã đưa tối hậu thư cho châu Âu. Thì chúng ta đều biết đó là ông thủ tướng của Do Thái đã đưa tối hậu thư cho Liban. Mà đặc biệt là ông Do Thái ông đưa tối hậu thư, ông còn kèm một câu nói là gì? Ê, cái thành phố Lebanon của anh đó, cái anh muốn nó biến thành giống như là Gaza không? Ông Netanyahu ông đưa ra một cái tối hậu thư làm cho người ta phải lo lắng vô cùng. Ông Trung Quốc ông đưa tối hậu thư nhưng ông đưa ông cái lời cảnh cáo nên nó, ông không có cái lời đe dọa. Ông nói đừng có đối đầu chúng tôi, đối đầu chúng tôi là các quý vị sẽ nhận hậu quả. Hậu quả gì thì mình không có biết, đúng không? Nhưng mà bên Do Thái họ nói cái gì? Ê, thành phố, ê, thủ đô Lebanon của anh đó, anh có muốn giống nó giống như Gaza không? Anh thấy Gaza không? Vệ tinh chụp coi, thấy Gaza không? Kiếm chuyện với chúng tôi là nó y hệt như vậy đó. Đó. À, nên là bữa nay cái bản tin mà cái tối hậu thư của Do Thái gửi bên phía bên Liban á, nó cũng làm mưa làm gió. Bữa nay bản tin nó cũng làm mưa làm gió. Thêm tối hậu thư nữa, Medvedev gửi tối hậu thư và cảnh cáo của thế giới. Nhà tiên tri Medvedev đã đưa tối hậu thư và cảnh cáo thế giới. Ê, chiến tranh thứ ba sắp đến gần rồi. Các quý vị cứ nhắm vào đất nước Nga chúng tôi. Các quý vị cứ lúc nào cũng châm chích vào đất nước Nga chúng tôi. Hành động các quý vị cứ cô lập chúng tôi, trừng phạt chúng tôi. Trời ơi, chiến tranh thứ ba sắp đến rồi. Thì ông Medvedev, ông đang cảnh cáo chúng ta là cuộc chiến tranh thứ ba nó đến gần. Nó đến gần. Vì sao? Vì đất nước Nga vẫn bị trừng phạt, đất nước Nga bị vẫn khó khăn, bị người ta nhắm đến, bị lên án đó. Thì ông nói cứ lên án đi, thì chiến tranh thứ ba nó sẽ sắp sửa đến. Thì đây là lời phát biểu của ông Medvedev, Medvedev các quý vị. Nên là cái điều đó thì chúng ta đều quen thuộc với ông Medvedev quá nhiều rồi, đúng không? Cái điều đó nó không có cái gì mà xa lạ với chúng ta nữa. Ông Medvedev thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Khi lúc đó mà những cái lời phát biểu diều hâu và muốn tiêu hủy châu Âu, tiêu hủy nước Mỹ thì có cái gì xa lạ nữa đâu. Thì bữa nay Medvedev cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Bữa nay là có nhiều tối hậu thư lắm. Nói chung chung là bữa nay những cái sự xôn đột thì nó có nhiều tối hậu thư nó được loan tỏa ra khá nhiều.
Riêng biệt với ông Tập Cận Bình thì phía bên Trung Quốc ngày hôm nay thì họ áp đảo Đài Loan rất là nhiều, đặc biệt là Đài Loan sắp bầu cử vào tháng 1. Bầu cử khá sớm, đúng ra bầu cử thứ tháng 3 hay gì đó, nhưng đã dời lên tháng 1, bầu cử rất là sớm của Đài Loan. Nên là Trung Quốc đã tiếp tục dùng những áp đảo khí tài quân sự của mình để mà đe dọa tinh thần của người dân Đài Loan trong cái dịp bỏ phiếu trong những ngày kế tiếp. Có nghĩa là người dân Đài Loan sẽ ăn không được ngon, ngủ không được yên. Mà Nguyên nói cho vui vậy chứ, người Đài Loan chẳng sợ đâu. Thực tế Nguyên nói cho nó nói gì chứ, mọi người nghĩ là Nguyên thì sợ chứ người Đài Loan là Nguyên họ cũng chẳng sợ. Nên là cái buổi Noel và Tết Tây này đó nó sẽ biển biến ra với cái sự trên bầu trời của Đài Loan sẽ hàng loạt những chiếc máy bay phi cơ và bờ biển của Đài Loan sẽ hàng loạt những cái khu trục hạm hàng không mẫu hạm của Trung Quốc bao vây. Vì họ muốn làm áp lực đến cái lá phiếu của cử tri của Đài Loan trong cái vào tháng 1 bỏ phiếu. Thì cho Nguyên nói thì trong cái bối cảnh này Nguyên cũng không biết là cái người dân Đài Loan họ sẽ quyết định bỏ phiếu cho đảng nào. Nhưng cái đảng của bà Thái Anh Văn á, thì hiện bây giờ với cái khảo sát mình biết á, nó vẫn chưa phải là cái được cái ưu thế à, vẫn chưa được cái ưu thế. Nên là nó có nhiều nguyên nhân và lý do mà cái đảng của bà Thái Anh Văn không được ưu thế là bởi vì nó có nhiều cái yếu tố về kinh tế với cái sự áp lực của Trung Quốc càng ngày càng nhiều nên làm cho người dân Đài Loan nó cũng đang phân vân cô chú anh chị em. Thì đó là cái bản tin liên quan đến Trung Quốc. Ngoài ra thì cho Nguyên nhắc là dịch bệnh Trung Quốc bùng phát rất là dữ dội. Mà đợt này thì nó nhắm vào trẻ em. Các vị biết là xưa cái con Covid đó, nó nhắm vào người lớn tuổi và những người bệnh chất đề kháng yếu. Trẻ em là chất đề kháng mạnh. Nhưng mà đợt này không biết lý do tại sao là trẻ em là người bị nặng nhất. Trẻ em bị rất là nặng. Trẻ em nhiều khi chỉ cần bị sốt vài ngày là chuyển nặng ngay. À, đây là bệnh kêu liên quan đến hô hấp. Nó không nói Covid. Liên quan đến hô hấp. Ồ hay lắm các bạn, liên quan đến hô hấp. Rồi y tế WHO có kêu gọi Trung Quốc đưa ra cái báo cáo cụ thể về tình hình dịch bệnh thì Trung Quốc không gánh, tôi không cho anh đâu, cái gì tại gánh đâu hả, tự em là kêu tôi báo cáo không có gì hết á, Trung Quốc không có bệnh, không có bệnh gì hết á. Đừng có ngồi đó mà bịa đặt chúng tôi không có bệnh, khỏe lắm, khỏe lắm. Nhưng mà tình hình báo động của Trung Quốc về dịch bệnh đã có nhiều tỉnh thành, nhiều trường học, nhiều nơi đã cách ly, bệnh viện của Trung Quốc đã nghẹt cứng. À, và dịch bệnh gì thì chúng ta hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết. Vì y tế khu vẫn không được quyền bước chân đến đất nước Trung Quốc để mà kiểm tra. À, và cái điều đó thì chúng ta không nhận được bất cứ một cái báo cáo cụ thể nào tình hình dịch bệnh của Trung Quốc cả. Tôi cho các quý vị biết. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin của Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam chúng ta chuẩn bị sẽ đón một cái phái đoàn của Trung Quốc trong những ngày kế tiếp, đó là ngày 12 và ngày 13 Tây sắp tới đây, và sẽ có ông Tập Cận Bình ghé thăm Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày 8 Tây thì ở tại miền Bắc thì bắt đầu người ta bắt đầu là tìm một cái đường đi, chuẩn bị cái đường đường đi để đón tiếp Tập Cận Bình. Đấy. Đón tiếp Tập Cận Bình. Thì các vị cũng biết là đất nước Việt Nam gần đây đó thì các vị biết là có rất là nhiều nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam. Chúng ta thấy rõ ha, từ lúc mà Tổng thống Joe đến Việt Nam ký cái bang giao tân cái đối tác lên thì sau đó thì hàng loạt những quốc gia khác đều đối tác với Việt Nam. Ngày hôm qua là Belarus, chánh đại diện cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Belarus đã đến Việt Nam. Đợt trước là phía bên Nga. À, đợt trước thì Úc Châu rồi Nhật Bản, Nam Hàn rồi Đức rồi Nguyên nói là hàng loạt quốc gia trên thế giới mà Nguyên nhắc không đếm không xuể, đếm không xuể. Rồi Việt Nam xuất hiện trên những cái thị trường của thế giới rất là nhiều. Tên tuổi của Việt Nam, tiếng nói của Việt Nam, báo chí nói về Việt Nam của thế giới cũng bắt đầu nói càng ngày càng nhiều. Nói chúng ta thấy rõ được là Việt Nam bắt đầu bước vào trong một cái vị thế của những cái quốc gia có tiếng nói lớn. Và tại sao trong cái giai đoạn này khi lúc đó mời ông Tập Cận Bình rất là nhiều lần nhưng mà ông Tập Cận Bình vẫn từ chối đến Việt Nam. Cách đây không lâu thì lúc mà Việt Nam mới vừa ký nâng tầm đối tác với Nhật Bản thì ông Vương Nghị đến Việt Nam. Trong khi lúc ông Vương Nghị đến Việt Nam thì đại diện của Nhật Bản cũng đến Việt Nam để đưa ra cái hợp đồng cụ thể và có những cái chuẩn bị cụ thể, thì chúng ta thấy được là Việt Nam bây giờ cũng nâng tầm đối tác tối đa với Nhật.
thì bây giờ Trung Quốc lại xích gần lại Việt Nam thêm một lần nữa. Trong Nguyên nói là ông Tập Cận Bình ông đi nhiều quốc gia khác mà ông không có đến Việt Nam, giống như ông đến Campuchia, ông đến chỗ này kia, ông không đến Việt Nam, nhưng bữa nay ông đến Việt Nam. Đấy. Vì lý do nó có nhiều nguyên nhân và lý do, nhưng mà cái lý do chính là cái gì? Vì ông sợ Việt Nam quay lưng lại với Trung Quốc. Nguyên nói với các quý vị là trong lịch sử Trung Quốc nó rất là sợ điều đó. Trung Quốc không sợ bất cứ quốc gia nào quay lưng với Trung Quốc, chỉ sợ Việt Nam. Vì mỗi lần trong lịch sử khi Việt Nam quay lưng với Trung Quốc là đất nước Trung Quốc bị xâm nhập. Mỗi lần Việt Nam không còn đứng trên trên chiếc xuồng của Trung Quốc là đất nước Trung Quốc bị lung lay. Trong tất cả thời lịch sử xa xưa đến bây giờ, mỗi lần Việt Nam đối đầu quân sự với Trung Quốc là đất nước Trung Quốc đang ở trong cái giai đoạn lâm nguy. Và bây giờ thì ông Tập Cận Bình ông rất là sợ là cái đường lối chánh trị của Bác Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bác Vương Đình Huệ, Bác Tô Lâm rồi đó, mấy ông đó ông nghiêng về phía bên châu Âu, nghiêng về phía Mỹ, khi lúc đó cái quyền lợi của Mỹ, của châu Âu, của những quốc gia Nhật Bản cho nhiều hơn Trung Quốc, cái bang giao về kinh tế đem cái điều kiện nhiều hơn. Thì bắt đầu ông Tập Cận Bình ổng muốn xoa dịu lại, vuốt ve lại Việt Nam và muốn kéo Bác Trọng đứng về phía mình. Nên là bây giờ đây là một cái cách mà chúng ta thấy rõ được là Việt Nam chúng ta trở thành một cái tâm điểm để người ta kéo néo. Kéo néo. Thì Trung Quốc nó có rất là hay là họ vừa vuốt mà họ vừa đe dọa. Vuốt đây là ơi mình là anh em, tụi nó bằng tay mắt vàng, mình mắt hiếc giống nhau, văn hóa giống nhau, láng giềng anh em yêu thương với nhau, đừng nghe mấy tụi đó dụ, đúng không? Đó là những lời nói à. Nhưng mà ngược lại về vấn đề chủ quyền của đất nước mà chúng ta không nghe lời họ thì họ bắt đầu răn đe và đe dọa chúng ta ngay. Trong Nguyên nói Việt Nam chúng ta với Trung Quốc chúng ta có nhiều tranh chấp tranh canh về chủ quyền của biển cả, về cái lưỡi bò Trường Sa và Hoàng Sa, chúng ta có khá là nhiều tranh chấp về vấn đề đất đai. Hiện bây giờ sở hữu đất đai của Trung Quốc ở tại Việt Nam rất là đông. Người Trung Hoa không mang quốc tịch Việt Nam, tập đoàn công ty của Trung Quốc sở hữu đất đai của Việt Nam rất là nhiều ở nhiều khu vực đất nước Việt Nam. Chúng ta vẫn còn chưa giải quyết những cái mâu thuẫn với họ. Và biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể có quyền hoàn toàn đóng mở là tùy hỷ, tùy thích. Còn Việt Nam chúng ta thì không được quyền phép. Nên là hiện bây giờ chúng ta đang còn gặp khó về vấn đề này. Sự đe dọa của Trung Quốc nó vẫn làm áp lực cho chính phủ của Việt Nam hay cho người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam mỗi ngày và mỗi giờ. Nên là cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình là vừa xoa dịu và cũng có những lời đe dọa cụ thể. Cụ thể. Thứ nhất là Nguyên rất là lo. Bây giờ thì Bác Trọng là gần đất xa trời rồi. Nói cái câu này thì mấy bác yêu thương Bác Trọng sẽ nhảy đồng đỏng lên. Mày chù hả mày? Mày chù hả mày? Cái này không có gì chù hết. Đó là lực tự nhiên của con người. Ai rồi cũng phải già, rồi ai rồi cũng sẽ còn có bộ xương. Đó là lực tự nhiên của nhân loại. Không ai sống mãi mãi cả, đúng không? Sống mà mãi mãi người ta không gọi là con người mà thì gọi là con quỷ. Đó, chết rồi thì nhập thổ quy an, con người trở về với cát bụi, chứ không ai mà làm mumi hết á. Đó. Mumi là người ta kêu quỷ thôi, quỷ mumi, không ai muốn trường sanh bất lão mumi bao giờ. Đó, cái xác ướp nằm ở đó nó chẳng có ai thèm đâu. Đó, nó nhìn đó ta sợ thôi. Nên là con người đó là cái lực tự nhiên thôi, nó không có cái gì quan trọng hết. Giống như Nguyên là nó thực tế nhất là mùa đông này Nguyên không có quan trọng vì nhan sắc. Cái tóc Nguyên là ba tháng rồi chưa có đi cắt. Nó lạnh quá đi ra ngoài tiệm cắt tóc nó teo. Rồi phải đi bộ ra ngoài rồi phải chờ người ta cắt tóc nó lạnh và cắt tóc làm đẹp cho ai coi với cái mùa đông này. Đó. Tức là nhiều khi trong cái giai đoạn là con người ai nó cũng sẽ có giai đoạn lúc đẹp lúc xấu, rồi trẻ rồi đến già rồi tử vong, nó sẽ đi một cái giai đoạn lịch trình như vậy. Thì Bác Trọng cũng vậy thôi. Bác Trọng rồi với cái sức khỏe của Bác Trọng mà đứng như này đỡ bay, phổ tá ta bay. Nhiều khi ngồi lên rồi là đứng lên không nói, thì mà đứng lên rồi thì ngồi cũng không nói, thì cũng có một cái giai đoạn nào đó cũng đi. Thì cái điều mà Nguyên đang lo sợ nhất là Trung Quốc sẽ gài người và Trung Quốc giật dây để cho cái người thay thế cái người lãnh đạo tối đa của Việt Nam nghiêng về phía bên Trung Quốc.
Và cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam là cái vấn đề lo nhất cái điều đó. Bởi vì cái người kế tiếp nó mới là quan trọng. Cái người kế tiếp họ nghiêng về phía bên Hoa Kỳ, nghiêng về phía bên Tư Bản hay nghiêng về phía bên Trung Quốc. Và cái chuyến đi của ông Tập đại Việt Nam, ông sẽ gặp rất là nhiều người có thể cơ hội thay thế vị trí của Bác Trọng trong tương lai. Thì trong đó có nhiều ứng cử viên, thí dụ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bác Tô Lâm, ông Vương Đình Huệ, còn nhiều người khác nữa mình cũng chưa biết. Và cái người muốn ngồi vị trí của Bác Trọng phải có sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Và cái người đó ngồi lại cái ghế chủ tịch nước thì họ sẽ nghiêng về cái chính sách chính trị ngoại giao của Trung Quốc. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy sợ. Chúng ta thấy sợ. Cái điều đó là cái chuyện nó rất là bình thường, vì Nguyên nói là đây là cái bước đi và Bác Trọng tới cái giai tuổi này rồi thì Nguyên không biết là Bác Trọng có thể cầm cự được mấy năm. Thì cũng giống như Tổng thống Joe được mấy năm nữa. À, mà Tổng thống Joe dĩ nó còn khỏe hơn Bác Trọng. Đó. Đó mà Nguyên không biết là cầm cự được mấy năm. Nên là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy điều mà chúng ta cần nên lo là cái người thay thế Bác Trọng trong tương lai. Hiện bây giờ Nguyên không thể đoán là ai được. Hiện bây giờ từ đó tới giờ thì cái người mà hiện bây giờ được đánh bóng mà người ta cho rằng là thay thế Bác Trọng đó là Bác Tô Lâm. Các quốc gia NATO đang dần dần mở rộng hệ thống phòng không của Ukraine, bổ sung vào kho vũ khí thời Liên Xô trước chiến tranh. Kiev hiện đang được trang bị một số lượng đáng kể các hệ thống Patriot Mark 3 của Mỹ và Eurosam Samty của Pháp, Ý để phòng thủ tầm xa, Mi-23 Hawk của Mỹ, NASAM của Mỹ, Na Uy và IRIS-T SLM của Đức cho các mối đe dọa tầm trung, cộng với hệ thống Tripod của Đức và Avenger của Mỹ ở tầm ngắn. Việc cung cấp TARDIS sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine. Tầm bắn hiệu quả của nó khoảng 125 dặm và trần 93 dặm, vượt quá tầm 43 dặm và trần 15 dặm của tên lửa Patriot Mark 3 trong kho vũ khí của Kiev. Hệ thống TARDIS dự động theo dự án phòng thủ tên lửa của Sizit đã chứng tỏ khả năng chống lại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung. Lần đánh chặn hoạt động đầu tiên của TARDIS là vào tháng 1 năm 2022, khi một tên lửa đạn đạo tầm trung do lực lượng Houthi ở Yemen bắn về phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị phá hủy. Ukraine đã cân nhắc về việc mua F-18 được một thời gian và thảo luận về khả năng cung cấp loại máy bay này.